Top 3 game MT kiếm tiền miễn phí không cần bỏ vốn dành cho anh em tham khảo trong video này nhá. Ok, thì như anh em biết thì một số tựa game NFT có thể chúng ta có thể bỏ tới đầu tư ban đầu tới tận là mấy chục triệu, có khi đến tận mấy trăm triệu để bắt đầu trò chơi. Nhưng ngoài ra cũng có một số tựa game chúng ta chơi hoàn toàn miễn phí và có thể kiếm được tiền. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ba cái tựa game mà play to earn, free to play hoàn toàn miễn phí và chúng ta có thể kiếm được tiền của những tựa game này. Về ba tựa game này thì là do quan điểm cá nhân của mình nhé, chứ không phải lời khuyên cho anh đầu tư. Thì bao gồm là Mobox này, Lead of Kingdom và Titan Arena. Đầu tiên là về Mobox, thì Mobox là một nền tảng GameFi và hướng tới cộng đồng, thì kết hợp ưu điểm của hai yếu tố phi tập trung là DeFi và NFT. Thì với cơ chế play to earn và play to earn và free to play, tức là chơi game miễn phí và chơi game để kiếm tiền ấy, thì cách thức hoạt động của cái dự án game Mobox này tương đối đơn giản, là cho phép người chơi tham gia trải nghiệm các hệ sinh thái của Mobox thông qua các mini game nhỏ và nhận lại các phần thưởng là các token Mobox, token của game. Thì nền tảng Mobox thu hút người dùng thông qua sự kết hợp giữa việc chơi game này, sử dụng các thanh khoản farming và NFT. Thì người chơi có thể dùng tham gia vào nhiều trò chơi khác nhau trong hệ sinh thái của Mobox để tối ưu hóa cái lợi nhuận của mình. Thì như đã nói ở trên thì Mobox có nhiều tựa game cho anh em chơi hoàn toàn miễn phí thì vẫn có thể kiếm được tiền nhé. Thì free to earn là ghép bởi free to play và play to earn. Thì để bắt đầu với Mobox này thì anh em cần tạo một cái tài khoản. Đó. Kết nối với ví với Mobox thì ở đây chúng ta có thể kết nối ví là ví MetaMask này, hoặc là ví Trust Wallet, hoặc là ví Binance Wallet đều được. Thì ví ở đây là ví phi tập trung thì anh em có thể dùng một trong các loại ví đó. Ok, thì trong Mobox thì có rất nhiều game để anh em lựa chọn. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái tựa game. Đó là cái tựa game Token Master, đó, Token Master này. Thì trong game Momo Token Master ấy, thì anh em sẽ được tặng ba cái Momo miễn phí để bắt đầu trò chơi. Thì những Momo này sẽ có những chỉ số máu này, sức mạnh khác nhau. Anh em cần lựa chọn các Momo của mình sao cho thuộc tính chiến đấu càng cao càng tốt để tham gia các trận chiến đấu với những người chơi khác. Thì đây là nơi anh em có thể tham chiến này và nhận các token hoàn toàn miễn phí trong game. Thì trong mỗi mùa của Token Master ấy, thì top 500 người tích được nhiều cái đồng vàng nhất sẽ nhận thêm các phần thưởng của game này, bao gồm là token Mbox. Ngoài ra thì anh em có thể chiến đấu trực tiếp với những người chơi khác để nhận phần thưởng token Mbox sau mỗi trận thắng. Nhưng mà tuy nhiên thì anh em sẽ phải tốn là 0,1 Mbox để trên mỗi trận để tham gia vào các trận chiến chiến đấu này nha. Ok, nếu mà anh em quan tâm tới Mbox thì mình sẽ làm một video chi tiết hơn về cách chơi cái Mbox trong các video tiếp theo nhé. Ok, tiếp theo cái tựa game free to earn tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cùng với mọi người đó là Lead of Kingdom. Thì đây là một dự án game chiến lược nhiều người chơi với đồ họa cực kỳ rất là đẹp mắt. Thì game được phát triển xoay quanh những cuộc chiến của các tiểu vương quốc và hướng tới mục tiêu là thống lĩnh thế giới. Dự án game này được phát triển trên mạng lưới của Ethereum nhằm đạt mục đích phát triển game thành một hệ sinh thái riêng. Và vừa qua thì Lead of Kingdoms đã bán public sale trên cái nền tảng của Binance Land Pass cực kỳ rất là thành công. Và hiện tại game đã có sẵn trên cái phiên bản iOS cũng như là Android. Thì anh em có thể download game về và trải nghiệm cơ chế free to earn. Điểm nổi bật của Lead of Kingdom là kết hợp nhiều mảng để xây dựng hệ sinh thái trong game cách hoàn thiện. Build này, người chơi có thể xây dựng các vương quốc và bảo vệ người dân để chống lại kẻ xâm lược. Thứ hai là Battle, người chơi có thể nuôi quân, lãnh chúa và thiết lập các mối quan hệ với các quốc gia khác để thành lập liên minh và cạnh tranh với các liên minh khác để tạo ra một bá chủ lục địa. Và Rule thì một người chơi đã nắm quyền trong cái hội đồng của mình thì sẽ thống trị thế giới bằng cách là hợp tác với các vương quốc khác. Khi tham gia vào các trận chiến đấu trong game thì anh em sẽ kiếm được các cái vật phẩm. Và các cái vật phẩm này thì là các vật phẩm NFT cần đúc và mang đi bán trên các cái sàn giao dịch. Thì hiện tại thì các vật phẩm NFT của Lead of Kingdom này thì sẽ hỗ trợ trên cả mạng lưới của Ethereum và Polygon Matic. Thì nên mình sẽ recommend cho anh em là sử dụng cái mạng lưới Polygon Matic để phí gas giao dịch được rẻ hơn. Thì các cái vật phẩm ở đây thì chúng ta sẽ kiếm được thông qua từng trận đấu, từng giải đấu mà chúng ta chơi, đánh thắng đối thủ và kiếm được. Ok, thì với cái dàn backer chất lượng đứng sau tiêu biểu như là AZ16, A16Z này, Hash cũng như là quỹ Binance Labs, thì hy vọng Lead of Kingdom sẽ là một tựa game thành công và mang tới làn gió mới cho thị trường game NFT. Và cuối cùng là tựa game rất nổi quen thuộc Titan Arena.
Thì Theater Arena là một tựa game MOBA mà cộng đồng rất là quen thuộc của chúng ta hiện tại. Gameplay của Theater Arena được kết hợp giữa các kỹ năng cá nhân của nhân vật kết hợp với yếu tố đồng đội. Thì tham gia Theater Arena, người chơi có thể lựa chọn nhiều chế độ khác nhau như MOBA này, Battle Royale và các bản nâng cấp mới và nhiều phần thưởng cực kỳ rất là giá trị. Thì tại sao mình lại lựa chọn nói về Theater Arena trong cái video này, trong khi là hiện tại cũng có rất nhiều cái luồng ý kiến trái chiều hướng về Theater Arena. Nhưng mà để công bằng mà nói thì Theater Arena thực sự là một trong số ít những tựa game FPT hiện tại mà có lối chơi cũng như gameplay cực kỳ rất là cuốn hút và đa dạng với tướng đồ họa cực kỳ rất là đẹp mắt. Thì Theater Arena thu hút cả người chơi hoàn toàn miễn phí, tức là free to earn, cũng như là người chơi có thể đầu tư. Game hiện tại đã có mặt trên cả các phiên bản Android cũng như là iOS, thì anh em có thể tạo tài khoản này và liên kết với ví MetaMask là bắt đầu có thể chơi được rồi. Thì mặc định ban đầu chúng ta sẽ có 3 nhận được 3 tướng miễn phí, và tướng miễn phí này thì có thể sử dụng trong các trận để cày rank. Và khi anh em mà đã nhận được các cái đồng GTSC ấy, khi mà đạt tới các mốc trong ranking reward. Và có một cái lưu ý là 3 tướng miễn phí này sẽ không kiếm được các token trong trường trận đấu cũng như là không thể bán lại trên các cái sàn marketplace. Ok, thì sau đợt điều chỉnh khá mạnh của thị trường thì Thetan cũng không nằm ngoài cái ngoại lệ đó, và giá trị cái đồng THC cũng như là THG bị đâm khá sâu, khiến nhiều anh em rời bỏ cái tựa game này mặc dù gameplay cực kỳ rất là cuốn hút. Thì với những em người mới thì có thể là chơi miễn phí này như mình nói ở trên, và có thể lên marketplace của Titan Arena để tham khảo các tướng được bán trên đó. Thì hiện tại giá mình theo mình là khá là mềm, và những anh em cũng cần phải nghiên cứu và cân nhắc kỹ về khả năng thu hồi vốn trong game trong vòng bao lâu nhé. Ok, vậy là trong cái video này thì mình đã chia sẻ cho mọi người 3 cái tựa game NFT chơi hoàn toàn miễn phí và kiếm tiền hoàn toàn miễn phí không cần phải bỏ vốn ban đầu. Thì trong đó thì 3 tựa game này thì nếu anh em nào mà có đang chơi thì mọi người có thể comment nhé, comment về cảm nhận của mọi người về 3 tựa game này. Thì trong những video tiếp theo thì mình có thể đi sâu phân tích chi tiết hơn về từng dự án game trong đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Ben Ben Gaming. Nhớ cho Ben Ben Gaming bằng một nút like này, một nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ channel của Ben Ben Gaming. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.